ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Hello các bạn. Mình là Phong Cận TV đây. Hôm nay mình đang rất là buồn luôn các bạn ơi. Mấy bạn biết tại sao mình buồn không? Là bởi vì nếu như những bạn nào mà đã xem một cái video mà hôm bữa mình mới đăng, đó chính là mình làm một cái video là mình join Sammy bằng cách là mình bán nút bạc. Nhưng mà video chỉ là bán giả thôi. Nhưng mà có rất là nhiều bạn không chịu xem hết video. Và các bạn vào trong kênh của mình, các bạn nói mình rất là nhiều luôn. Mấy bạn bảo là tại sao anh lại làm như vậy? Anh làm như vậy anh không sợ chị Sam buồn hả? Anh làm như vậy là anh sai rồi. Rồi còn bảo rằng là em sẽ gọi là không đăng ký kênh của anh nữa. Em sẽ gọi là không xem video, em sẽ dislike video của anh. Trời ơi, quá trời chuyện xảy ra luôn. Cho nên á, mình thật sự là mình cảm thấy khá là thất vọng mấy bạn ạ. Các bạn biết sao không? Bởi vì những cái video join của mình á, mình chỉ join một cách gọi là bình thường thôi, chứ mình đâu có join cái gì quá đáng đâu. Với lại là mình làm thì mình cũng chỉ muốn là đem lại tiếng cười cho các bạn thôi. Vậy mà mấy bạn gọi là không hiểu cho mình. Các bạn nói mình quá trời luôn. Cho nên thôi, mình nghĩ rằng là chúng ta nên dừng lại tại đây các bạn ơi. Mình nghĩ rằng mình sẽ không ra video cho nữa đâu. Tạm biệt mấy bạn. Mấy bạn đã bị mình cho rồi. Trời ơi, mấy ông nghĩ sao vậy? Một hai câu nói của mấy anh hùng bàn phím mà có thể làm cho mình bị rung lay được hay sao? Trời là trời. Mình nói thật với bạn luôn nha, mình cho thì có rất là nhiều bạn rất là thích những video cho của mình luôn. Cho nên là mình vẫn sẽ làm thôi. Với lại là mình cho là mình cho mấy cái tàn là nhẹ nhẹ không à, chứ mình đâu có cho gì gọi là nặng nề, quá gọi là ghê gớm đâu, cho nên có gì đâu mà phải sợ đúng không? Nhưng mà nói chung á là lần trước thì mình cho bán nút bạc thì cái đó cũng hơi ác thiệt. Sau khi mình gọi là giả bộ bán nút bạc xong á thì Sammy rất là buồn luôn. Thật sự cái video đó là Sammy buồn thiệt các bạn ơi. Cho nên là mình nghĩ rằng là chắc là bây giờ mình phải xin lỗi Sammy thôi. Nhưng mà nếu mà xin lỗi mà chỉ xin lỗi bình thường á thì sẽ mình nghĩ rằng Sammy sẽ không chịu đâu. Bởi vì mình nói là mình bán nút bạc thì Sam giận mình lắm luôn á. Cho nên là hôm nay mình đã chuẩn bị một món quà các bạn ơi để mình xin lỗi Sammy. Đây, xin giới thiệu với bạn. Đây chính là một cái tai nghe các bạn ơi. Đó, xịn chưa? Ghê chưa? Đây là một cái tai nghe con mèo các bạn ơi. Và cái tai nghe hình gọi là cái con mèo này nè, là một cái tai nghe mà có thể nói là những bạn nữ nào mà dùng máy tính nhiều hoặc là chơi game á thì mình nghĩ rằng chắc sẽ rất là thích cái tai nghe này luôn đó. Bởi cho nên là hôm nay mình quyết định mình tặng cái tai nghe này cho Sammy. Sammy cũng thích lắm luôn nha các bạn nha. Đó. Và tai nghe này á thì mình mua ở gọi là GVN các bạn ơi. Đó. Cực kỳ xịn luôn. Ok. Thì hôm nay mình sẽ tặng cái tai nghe này cho Sammy nha các bạn nha. Thứ nhất là để mình xin lỗi Sammy nè. Thứ hai nữa là các bạn biết lý do vì sao mà mình tặng cái tai nghe này không? Lại tiếp tục một câu chuyện buồn các bạn ơi. Nhạc buồn nổi lên. Ok. Thì thật sự á bạn, là Sammy hiện tại là Sammy đang bị bệnh các bạn ạ. Mấy bạn biết bị bệnh gì không? Sammy bị viêm tai các bạn ơi. Một bên tai của Sammy đã bị viêm tai. Và Sammy hiện tại mỗi lần mà Sammy đeo tai nghe á là Sammy rất là dễ bị đau tai luôn. Tai của Sammy sẽ bị đỏ lên và sẽ bị đau. Rất là tội nghiệp cho Sammy. Bởi vậy cho nên mình mới quyết định mình mua cái tai nghe này. Thứ nhất là để xin lỗi. Thứ hai là bởi vì tai nghe này là một cái tai nghe rất là xịn, cho nên là khi mà đeo vô tai á thì nó rất là êm tai luôn, nó sẽ không bị đau tai các bạn ơi. Thì nói chung là hôm nay nè, mình đã mua cái hộp quà này tặng cho Sammy thì coi như là mấy bạn gọi là mình đã làm theo ý mấy bạn nha, mình đã xin lỗi Sammy đó, cho nên là mấy bạn đừng có giận mình nữa nha. Ồ vậy hả? Mình chỉ cho vui vui thôi mà mấy bạn làm ghê quá à. Ok. Thôi, không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ đem cái hộp quà này qua tặng cho Sammy các bạn. Let's go. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đem cái hộp quà này qua để tặng cho Sammy coi như là lời xin lỗi nha bạn. Lần trước mình cho anh bán nút bạc, Sammy khóc quá trời luôn. Tội nghiệp Sammy quá, cho nên mình phải xin lỗi thôi. Không thể nào làm cho con gái khóc được. Nice. Đây là phòng của Sammy nữa bạn. Ok, mình sẽ để hộp quà ở đây. À, bên đây chính là phòng của mình các bạn ơi. Còn bên đây là phòng của Sammy. À, ok, gõ cửa. Sammy ơi. Hình như là Sammy đi đâu rồi các bạn ơi. Hello Sammy. Ủa Sammy ơi. Ủa mấy bạn ơi, hình như là Sammy đi đâu rồi sao á. Vậy giờ quà tặng cho ai đây? Sammy ơi. Hello. Hình như dạo gần đây mình ăn ít quá cho nên mình bị đói bụng, mình bị choáng rồi mình bị ảo giác phải không ta?
Sammy ơi, mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu. Hey. Tất cả chỉ là ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác. Không sợ. Ai sợ? Ê Sam ơi. Sam. Gì? Mày đang làm cái gì vậy? Trong nhà ai làm gì? Mọi hoài, lúc nào cũng hỏi tôi làm gì hoài vậy? Sao hôm nay lâu nhà mà nhìn cái mặt buồn hiu vậy, vui lên. Cuộc đời là những niềm vui, chúng ta phải vui lên, hiểu không? Ông nghĩ sao bây giờ ông bán cái nút bạc của tôi mà ông bảo tôi vui lên, vui bằng niềm tin hả? Ông bị khùng không? Thì... Ông cho cái cây tôi đập bao đầu không? Thì bây giờ nè, tôi bán nút bạc của bà, xong tôi lấy tiền bán nút bạc, tôi mua đồ ăn cho bà, mua KFC, mua thịt nướng, mua kẹo cho bà, mua bánh cho bà còn đòi gì nữa? Rồi bây giờ tôi bán nút bạc, nút vàng ông chịu không? Không, không. Chịu không? Tôi đập luôn á. Đi ra ngoài. Thôi. Thôi mẹ luôn ra ngoài đi mở nó, nhìn mặt tôi khó chịu quá. Trời ơi, giận người ta hoài. Thôi nè, tôi có quà mới nè, đừng giận nữa. Mày quà nữa. Lúc nào ông bắt tôi giận là ông cứ tặng quà tôi vậy? Nè, người ta giận thì người ta phải có quà ta tặng để ta xin lỗi, hiểu không? Vậy còn đâu gì nữa? Ông là cho tôi đúng không? Không có cho anh thời, đây là quà của tôi. À. Cái gì đây? Từ lúc đầu là cái hộp quà, lúc sau là cái cặp là sao vậy? Xong nâng cấp quà ghê vậy? Thì lần này cũng y hệt như lần trước. Cái ba lô này là của bà, hiểu không? Nhưng mà quà bên trong là của tôi. Lại luôn hả? Cho tôi biết hả? Cho cái gì mà cho anh, thôi. Lại ngay ghế ngồi mở quà. Nhanh lên. Mệt. Cho anh gì cái. Cho anh gì mà cho anh? Nói gì trong này nói luôn đi, mệt quá à. À, trong đây là một ký dán. Ủa mày nhọt cái mày đó à? Anh cũng sợ dán bằng á. À vậy hả? Vậy một cái nút bạc của tôi là tôi tức rồi. Vậy hả? Thôi đừng có giận nữa, giận tôi hoài. Tôi đã nói rồi, tôi có quà, tôi xin lỗi mà. Mở ra đi, mở quà ra đi. Quà. Sao mà lần nào giận thì giận, nhưng nhận quà cái là cái mặt vui rồi các bạn ơi. Ai vui? Ông thử coi cho hỏi mấy bạn fan coi nhận quà vui không. Thôi mở ra đi. Ông tặng tôi tấm gỗ hả? Tôi tấm gỗ nè. Gỗ gì mà gỗ? Ôi mày điên hả? Tôi tặng tôi tấm gỗ chi vậy? Nút bạc chứ nút vàng gì? Nút bạc. À nút bạc hả? À? Ok, đó thấy không? Nút bạc của ba nè. Ui, tưởng bạn rồi chứ. Có thổ đâu, quá lần, à. Lần trước tôi chỉ giả bộ tôi giấu thôi chứ đâu có bán đâu. Làm gì mà bán? Làm gì vậy? Soi gương chứ mà soi gương. Nút bạc công dụng để soi gương đó. Ông là đằng mụn tôi soi gương. Trời ơi trời. Thôi, được rồi. Bỏ nút bạc ra đi. Cái này không phải là quà đâu. Quà nằm bên trong kìa. Dạ. Nút bạc luôn hả? Có, nhìn đi trời, không để ý chứ chị. Không biết. Cái gì vậy? Vuông vuông vậy? Chị xếp hình như gì tròn vuông tam giác gì đây. Tên. Xin giới thiệu với Sammy, đó chính là tai nghe. Tai nghe này là tai nghe dởm, tai nghe này mới là tai nghe xịn nè. Mua thật hả? Thiệt, mà biết tai nghe này nhiêu tiền không? Không biết. 5 triệu đó, 5 triệu đó, đừng đùa. Ủa mọi tai nghe này 5 triệu lận đấy, nhìn đi, tai nghe xịn của hãng hãng Razer. À hỏi mày hãng Razer, quên. Ủa tao thật luôn hả? Tặng thiệt mà. Trời. Trời gì? Nhân dịp gì đây? À thì lần giáng gì đó, Noel cũng chưa tới mà Giáng sinh cũng nhau mà ta chưa tới mà xong tặng tôi. Thì hôm nay không phải là sinh nhật của bà, cũng không phải là sinh nhật của tôi, cũng không phải là ngày lễ gì hết. Nhưng mà là do lần trước á, tôi cho anh tôi bán cái nút bạc của bà, thế là bà buồn quá. Cho nên là có nhiều bạn bảo rằng là tội nghiệp chị Sam quá, anh mau xin lỗi chị Sam đi. Cho nên là tôi quyết định là tôi tặng cái này cho bà để tôi xin lỗi. Trời ơi vậy hả? Ừ. Với lại á, cái tai nghe của bà đây, đưa tai nghe của bà đây. Đây. Cái tai nghe cũ rồi nè. Nó là một cái loại tai nghe cực kỳ dởm luôn á bạn ơi, bạn coi nè, bên trong nè, đây. Coi bạn coi nè, bên trong nó bị dơ hết trơn, thấy không? Không, cái này nó bình thường nhưng có cái sao đeo nó đau tai đó. Đúng rồi, với lại cái này á là hàng dởm cho nên là đeo nó rất là đau tai luôn. Mà Sammy thì Sammy đang bị viêm tai các bạn ơi, rất là tội với Sammy luôn. Mà Sammy phải đeo tai nghe sẽ rất là đau luôn chứ không có phải là đẹp là được đâu. Mua cái này cho nó rẻ. Còn giận tôi nữa không? Không giận nữa hả? Trời ơi là trời. Thôi nói chung á bạn, là Sammy cũng tặng cho mình rất là nhiều quà rồi, cho nên món quà này coi như mình tặng cho Sammy. Thứ nhất là để mình xin lỗi.
Thứ hai nữa là cái tai nghe này tai nghe dởm, cho nên bỏ đi, không đeo này nữa, không thôi là bị đau tai á. Tai của Sammy là bị viêm tai mất tiêu rồi các bạn ơi. Bên phải mọi người ơi. Đúng rồi, Sammy bị viêm tai cho nên rất là mỗi lần Sammy mà đeo tai nghe này là Sammy rất là bị đau tai luôn. Đỏ tai luôn. Đó bây giờ cho nên là mới tặng cái này. Ok, thôi mở đi. Mở quà đi. Đây là lần thứ hai tôi được unbox cái tai nghe mọi người, thật sự luôn. Đây là lần thứ hai ấy. Sammy có thể nói là Sammy thích cái tai nghe từ rất là lâu rồi các bạn ơi. Lúc trước á là Simmy mua cái tai nghe này trước rồi, xong Simmy đeo á thì Sammy nhìn Sammy rất là thích luôn, nhưng mà Sammy không có tiền mua. Đó. Mọi người thì có nhưng mà không có tiền mua cho mình. Trời ơi, ok. Xịn sò chưa? À mà quên nữa, Sam ơi, bà biết tai nghe này là ai, là ai hỗ trợ, ai tài trợ không? Ai? GVN của anh Virus tài trợ cho mình á. Đúng rồi, không? Xịn lắm, mua đồ chính hãng nữa, không bị fake. Đúng rồi, ở GVN là mua là hàng chính hãng, hàng tốt không, chứ không bao giờ có hàng thách luôn. Được ạ, thử thách ạ. Ok. Trời ơi, con gái ăn lứa. Đây đó, đeo lên. Nó mở ra bộ vô được luôn nè. Cái đầu con trai đeo cũng được nha. Đầu con trai không sợ luôn. Đó. Đeo lên. Đó, từ bỏ này xuống. Ta-da-da-da. Đâu làm thử một vài kiểu dáng dễ thương coi. Hai. Không thấy dễ thương chút nào hết. Dễ thương. Ok rồi, thôi rồi. Rồi bây giờ còn sáng đèn được luôn á. Bây giờ cắm đèn không? Cắm luôn vậy. Bây giờ gắn cái thùng máy luôn đi. Đây. Cái này cắm cái nhẹ là nó cắm cái xìu luôn nè. Đây. Đó, sáng chưa? Tôi không thấy sáng hay gì luôn á. Gì kỳ vậy? Nè, sáng nè. Ok, để tôi tắt đèn để coi có sáng không nha. Rồi, tắt đèn mẹ ơi. Ê, còn cái mặt thôi. Tắt đèn nè. Rồi, ok. Hello. Đó, sáng rồi nè, các bạn thấy không? Hai cái tai nghe nó sáng lên nè các bạn ơi. Đấy. Tôi lắc lư mọi người xem. Bỏ đi bà nội, ghê quá. Ok. Ghê đẹp mà. Ai, rồi, bây giờ là được tặng tai nghe đó, có hết buồn chưa? Không còn đau tai nữa hả? Có hết buồn chưa? Hết rồi. Nè, bây giờ nè, vừa được tai nghe nè mà vừa lấy lại được nút bạc luôn. Đấy, quá lời luôn, còn gì nữa? Thích quá hả? Cảm ơn ạ. Ok. Thôi, rồi ok bạn ơi, nói chung á là mình đã tặng cho Sammy cái tai nghe gọi là con mèo rồi. Thì Sammy rất là thích cái tai nghe này luôn. Coi như là mấy bạn hài lòng rồi nha. Mình coi như là mình đã xin lỗi Sammy rồi nha. Mấy bạn đừng có giận mình nữa nha. Đừng có kêu là anh Phong kỳ quá, anh Phong cho chị Sammy rồi, anh Phong ăn hiếp chị Sammy, anh Phong làm vậy là anh Phong quá đáng cái kiểu. Trời ơi trời. Thôi rồi á, giờ tặng rồi đó, Sam hết giận tôi chưa? Hết giận rồi. Hết giận rồi hả? Hết. Ok, hết giận rồi sao? Ừ, thì thôi, gì đâu. Hết giận thì thôi hả? Ừ. Không nói với mấy bạn fan là mấy bạn ơi, Phong mình hết giận Phong rồi kìa. Okay, okay. Mấy bạn ơi thì mình hết giận Phong rồi, các bạn đừng quên để ủng hộ cho Phong cận nha mọi người ơi. Đó, nhớ ủng hộ Phong, subscribe Phong nè, đăng ký Phong nè, xem quảng cáo giúp Phong nữa nha. Đó, nhớ nha. Trời ơi trời. Ok, và bye bye, và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi, tạm biệt. Bye bye mọi người giùm tôi. Hung gió. Ok rồi.